Đinh Thị Huyền Trang, một sinh viên đến từ tỉnh Nghệ An, đã đạt danh hiệu Hoa Khôi giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023. Với chiều cao ấn tượng 1m70, Trang hiện đang theo học ngành kỹ thuật thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự thành công này là kết quả của sự nỗ lực và đam mê của Trang từ những ngày đầu tiên bắt đầu tập chơi bóng chuyền khi cô còn 15 tuổi. Trang đã vượt qua khó khăn ban đầu và trở thành một thành viên quan trọng của đội Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023, đội của Trang đã đạt giải 3 khu vực 1, miền Bắc và dừng lại ở vòng bảng chung kết. Tuy kết quả không như mong đợi, nhưng đây là một bài học kinh nghiệm quý báu cho cả đội và Trang đã thúc đẩy tinh thần đồng đội, khuyến khích mọi người cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai. Trang đã có nhiều thành tích xuất sắc khác trong sự nghiệp bóng chuyền của mình, bao gồm huy chương vàng giải bóng chuyền TLU mở rộng 2022 và huy chương đồng tại giải bóng chuyền sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng khu vực TP Hà Nội 2022. Đối với Trang, tinh thần đồng đội và sự kiên nhẫn luôn quan trọng hơn kết quả thi đấu.